Chào ngày mới tới tất cả anh chị bạn nhá. Chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nhá. Và xin phép được giới thiệu giao lưu với tất cả anh chị bạn một cái gốc Katia Krông 3 hay còn gọi là gõ đỏ nhá. Hàng rục rác gần hết này. Đấy, còn ôm ba cục đá nhỏ đây. Cục đây là trên 200 kg anh chị bạn nhá. Hôm qua em đã cân rồi. Cân rồi mà nói chung là 2 cân một tạ không hết. Cục đây là kích thước là cao 70, đường kính bụng là 70-85, đục đẽo hay là giả đá là đều ok chị bạn. Đây là những cái mặt rễ các bác nhé, mặt rễ cắt đấy. Đế thì đạc rồi, tí em chụp cho anh chị bạn xem sau. Với chị bạn nào thiện chí liên hệ em số thoại 0338 918 991 nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video của em.